Vâng, xin chào bạn. Từ trước đến nay thì chúng ta đã đều được biết đến lợi ích của SSD, đó chính là nó sẽ giúp tăng trải nghiệm sử dụng máy tính chúng ta lên rất là nhiều, đúng không? Bởi sao? Bởi vì có SSD thì thời gian mở app, mở game hay là boot win nó cũng sẽ thần tốc hơn rất là nhiều, đúng không? Và mình tin chắc một điều rằng nếu mà các bạn đã quen sử dụng với những chiếc laptop có SSD rồi thì các bạn sẽ cảm thấy rất là điên tiết nếu chẳng may vớ phải những laptop chỉ có SSD mà thôi. Ấy vậy mà không hiểu sao đợt này mình ăn ở thế nào mà mình toàn vướng phải những con máy có mỗi HDD. Thế nên những cái cảm giác khó chịu cáu bẩn trong người trong quá trình sử dụng là điều không thể tránh khỏi rồi. Làm gì nó cũng chậm. Nhưng mà thôi, đang lên sóng thế nên nên giữ hình tượng một chút, không nên cáu bẩn ở đây. Và tạm gác lại cái trải nghiệm chậm như rùa bỏ HDD sang một bên. Ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một điều, một hậu quả thực sự của những chiếc laptop chỉ sử dụng HDD mà không có SSD. Các bạn có tin được không? Đó chính là hiệu năng tổng thể của máy tính khi chúng ta làm việc hay là khi chúng ta chơi game sẽ bị giảm đi. Điều này có vẻ khá là lạ bởi vì từ trước đến nay mọi người chỉ biết rằng hiệu năng của máy khi chúng ta làm việc hay là khi chơi game nó sẽ chỉ bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố, đó chính là CPU, GPU và RAM. Chứ SSD nói riêng cũng như là các loại ổ lưu trữ nói chung nó sẽ chỉ tác động khi chúng ta mở app, mở ứng dụng. Còn khi đã khởi chạy vào game rồi thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng. Vậy thì các loại ổ lưu trữ nó thực sự ảnh hưởng trong quá trình chúng ta sử dụng máy hay không, trong quá trình chúng ta chơi game hay không? Thực hư điều này là sao? Ngay bây giờ mình sẽ vào những bài test thực tế để cho bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn. Chiếc máy mình sử dụng trong video ngày hôm nay đó chính là Lenovo Legion i530. Đây là một chiếc máy rất là ngon và mình vừa có bản đánh giá chi tiết về chiếc máy này. Các bạn có thể xem lại video ở đây. Đây, hiện tại các bạn có thể thấy là mình đang sử dụng mỗi HDD. Ở đây là khe SDM2 nhưng mà mình đã tháo ra rồi. Và hiện tại chiếc máy này chỉ sử dụng HDD thôi. Và mình boot win trên HDD này. Win sẽ là win mới, win sạch bản 1803 để có thể không gặp bất kỳ những lỗi vặt nào về pin. Lắp máy vào và chiến game thôi. Rồi, sau khi đã cài đặt tất cả đầy đủ thì bây giờ mình sẽ vào ngay game và tựa game mình thử nghiệm. Đó chính là POBG. Nhưng mà để vào game được với cái ổ HDD này thì đúng là một trải nghiệm không hề sung sướng một tí nào. Chắc mình ngủ được một giấc thì nó mới chạy xong mất. Vào đi lâu thế. Đây, như các bạn thấy này, mình đang để setting medium. Chết bố ơi, mẹ đang bảo setting đủ. Với các đồ họa GTX 1050Ti thì không nên để 2. Để 2 với tựa game PUBG này thì nó hơi quá. Và độ phân giải thì mình để là Full HD. Ok, bây giờ vào game chơi một lúc để xem FPS nó được khoảng là bao nhiêu nhá. Chung mình không phải tay chơi của tựa game này lắm, thế nên kiếm chỗ nó xa xa thôi. Xuống đỡ phải chết nhanh. Rồi, chỗ này có vẻ vắng. Không có ai. Không có ai thật. Chắc là sẽ sống được khoảng 15 phút. Súng này có ngon không anh em? Sau khi đã chơi được khoảng 15 phút thì mọi người có thể thấy là xung GPU của mình đang khá là ổn định vào khoảng là 1.6GHz. Còn xung CPU hiện tại thì nó đang dao động từ 3.1 cho đến 3.9. Nó sẽ không ổn định được ở mức tối đa. Nó sẽ ở mức dao động từ 3.1 đổ lên. Có lúc xuống 1.6 này. Đấy. Và FPS trung bình đang ở khoảng là 65-70 FPS. Rồi, đến nhanh với tác vụ render video. Lâu thế. Mở mỗi cái projector từ nãy làm xong. Các bạn thấy không? Để thực hiện một video này rất là mất công. Từ nãy giờ cái shot quay của mình nó cũng phải được đến hơn nửa tiếng, 45 phút rồi đấy. Không phải chuyện đơn giản đâu. Vì vậy thì các bạn đừng tiếc một like cho video này nhá. Đối với việc dựng video này thì mình sẽ thường xuyên bật cái phần mềm Intel Power Cartridge lên. Ở đây thì có đầy đủ những cái thông số, nó sẽ cập nhật tình trạng laptop đang làm việc với từng ứng dụng ra sao. Ví dụ như ở đây nó sẽ có những cái thông số liên quan đến điện năng tiêu thụ của CPU này, xung nhịp của CPU, phần trăm sử dụng của CPU, nói chung là rất là đầy đủ. Ok, và để đánh giá chính xác nhất cũng như trực quan nhất về hiệu năng của chiếc máy này thì mình sẽ thực hiện render video. Project vẫn chưa load xong, nói xong từ nãy rồi mà project vẫn chưa load xong. Các bạn thấy không? Sự điên tiết cáu gắt là có thật. Đang quay thì nên mình còn kiềm chế đấy. Chứ còn lúc mình chảy chiếc máy này mình đập lên đập xuống mấy lần rồi. Nhưng mà may con i530 này nó bền thế nên không bị làm sao. Rồi, đang bắt đầu video này. Đây, để mình kéo vào xuống cho mọi người xem rõ hơn.
thì khi render video thì nó sẽ ăn rất nhiều vào CPU. Như mọi người thấy thì chúng ta sẽ chỉ cần để ý mỗi cách CPU hoạt động thôi. Phóng to lên cho mọi người nhìn rõ hơn. Mọi người có thể thấy xung nhịp của mình đang bị đảo liên tục. Hiện tại nó đang ở 3.0Hz này, xuống 2.8, 2.2, lại lên 3.9, 3.8, rồi lại xuống 3.3. Nói chung là nhìn tổng thể biểu đồ CPU nó sẽ không ổn định được. 2.4, 1.2, trời ơi, mình không ngờ ổ HDD nó cũng theo trend ngã sấp mặt lờ thế này. Nhìn này, nó thậm chí xuống còn mức dưới bay clock rất là nhiều, xuống 1.1 này. Đấy. Rồi, sau khi mình đã ngủ được một giấc thì chiếc máy này đã render với thời gian là 32 phút 22 giây, chỉ sử dụng HDD. Nói chung là mình thấy laptop gaming mà tụt xung không phanh như vậy là thấy không ổn rồi. Ngay bây giờ mình sẽ thay ED vào để xem hiệu năng của máy nó có được cải thiện hay không nhá. Và ED mình sử dụng trong video ngày hôm nay đó chính là ED M2NVME của Kingsmark, được phân phối bởi Thủy Linh Computer. Bây giờ mình sẽ thay vào chiếc máy này nhá. Nói chung là cái đoạn dưới này khá là dễ, còn cái đoạn từ cái khe tản nhiệt này nó khó hơn rất là nhiều. Để có thể tiếp cận được với linh kiện bên trong của chiếc Lenovo Legion i530 này, nó sẽ hơi khó một chút so với những mẫu laptop gaming khác. Mình không có đồ nghề chuyên dụng ở đây nên dùng tay luôn, hơi thủ công chút. Mẹ đau lắm thế. Vậy là sau một hồi mân mê thì cuối cùng mình đã mở được cái chiếc máy này ra. Mình tháo HDD ra để lắp con SSD M2 Kingsmark này vào. Xem trải nghiệm nó có hơn không. Đấy, các bạn thấy không? Tháo ra thì khó chứ còn cái việc lắp vào này nó nghề của mình rồi. Nhưng mà ghét nhất cái khoản ốc vít là hay bị chui vào cái khe này. Vì vậy thì mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn thích vọc vạch ấy, thì nên nhớ mua tô vít xịn xịn một chút, có đầu nam châm. Thì khi nào nó chui vào cái khe ấy, thì có thể tháo ra được. Ok, xong. Như mọi người thấy là sau khi mình đã để game chơi được khoảng là nửa tiếng thì xung nhịp của CPU bây giờ nó đã tăng lên rất là nhiều. Nó đang ở ổn định ở gần mức tối đa 3.8, 3.9. Và FPS nó cũng sẽ tăng lên một chút, được khoảng là 5 FPS, trung bình thì nó sẽ ở khoảng là 70 FPS. Đấy, lúc nãy thì là 65, còn bây giờ là 70 FPS. Nghĩa là khoảng cách của nó không nhiều, nhưng mà vẫn có sự cải thiện khi mình lắp thêm ED vào. Rồi, bây giờ để nó chắc chắn thì chúng ta quay ra render video để xem thời gian cũng như là xung nhịp nó có được cải thiện hay không nhá. Dùng ED sướng thật, bấm phát nào ăn phát đấy, không phải đợi chờ gì. Nhìn cái chạy vù vù ấy, như cái HD lúc đấy chạy như rùa bò. Rồi đây, đang bắt đầu render video. Để mình cho gần vào mọi người nhìn rõ hơn nhá. Trước tiên thì chúng ta nhìn tổng thể cái biểu đồ xung nhịp của CPU đã. Các bạn không thấy nó bị drop đúng không? Xung lúc nào nó cũng đang rất là ổn định ở mức tối đa này, 3.9 này, 3.7, 3.9, 3.7, 3.8. Đấy, các bạn thấy sự khác biệt đấy chưa? Không hề xuống 1.1 như lúc nãy, mà nó chỉ ở khoảng là 3.9 thôi. Xung rất là ổn định ở gần mức tối đa. Và chính nhờ sự ổn định này, thế nên thời gian render của nó chắc chắn sẽ là nhanh hơn rất là nhiều. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là ngồi đợi nó render hết video này rồi tính thời gian nó là bao nhiêu. Và thời gian render của project này chỉ là 26 phút 21 giây. Khoảng cách đã chênh lệch khá nhiều đúng không? Như vậy qua những bài test vừa rồi thì chúng ta có thể kết luận lại rằng SSD nó không chỉ giúp tăng trải nghiệm sử dụng máy tính của chúng ta mà nó còn khiến cho hiệu năng tổng thể của chiếc máy trở nên mạnh hơn khi làm việc với những tác vụ nặng kéo dài. Đối với những bạn nào sử dụng những mẫu Ultrabook mỏng nhẹ cấu hình thấp, ví dụ như là chip U không có quả đoạn rời, thì các bạn sẽ rất khó được thể nhận ra điều này. Bởi vì với cấu hình đó thì các bạn cũng đâu làm việc với những tác vụ nặng đâu đúng không? Nhưng đối với laptop hiệu năng cao thì SSD là một trang bị bắt buộc, vừa giúp cho trải nghiệm tốt hơn mà hiệu năng của máy cũng nhanh hơn và ổn định hơn. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.